Vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với review của Gia Bảo Luxury. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về đồng hồ lặn. Thì đồng hồ lặn là gì? Đồng hồ lặn có những yêu cầu như thế nào? Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu hai mẫu đồng hồ lặn khá nổi tiếng của Rolex, đó là Submariner và Seadealer. Vâng, trước hết thì chúng ta hãy tìm hiểu đồng hồ lặn là gì. Đồng hồ lặn thì rất đơn giản thôi. Đó là đồng hồ dành cho thợ lặn, để họ đeo khi đi lặn. Khá dễ hiểu. Vâng, vậy thì những yếu tố gì sẽ làm nên một chiếc đồng hồ lặn? Thì theo tiêu chuẩn ISO 6425 thì chúng ta có một số yêu cầu như sau. Thứ nhất là đúng chỉnh giờ. Đúng chỉnh giờ thiết kế vặn xoáy vào trong thân vỏ để giúp tăng khả năng chống nước. Và muốn vặn ra thì bạn phải vặn như thế này. Đấy, để bật ra. Đó là yêu cầu đầu tiên. Thứ hai là chiếc đồng hồ này phải có khả năng phát sáng dưới mặt nước và có thể nhìn rõ trong khoảng 20cm. Thì cái lum của chiếc Seadealer này thì khá rõ và bạn có thể thấy ở đây. Thì 20cm là quá đơn giản. Điều thứ ba là chiếc đồng hồ phải có một cơ chế nào đó cho phép chúng ta biết được là chiếc đồng hồ này vẫn còn hoạt động. Thì có nhiều cách để làm việc này, nhưng một cách đơn giản nhất thì đó chính là kim dây. Kim dây di chuyển liên tục cái này có nghĩa là đồng hồ đang hoạt động. Khá dễ hiểu. Và thứ tư thì chiếc đồng hồ lặn phải có một cái cơ chế để hiển thị thời gian khi lặn dưới mặt nước. Đó chính là cái vành bezel này. Cái sử dụng vành bezel khá đơn giản thôi, bạn xoay. Khi bắt đầu lặn thì bạn xoay sao cho cái mốc không này trùng với cả kim phút. Đó. Và khi bạn lặn xuống thì kim phút lại sẽ xoay. Thì đến đây, ví dụ là đến phút 25 chẳng hạn, thì có nghĩa là bạn đã lặn được 10 phút rồi. Tương tự như thế. Nhưng mà đồng hồ lặn thì thường chỉ xoay ở theo một hướng mà thôi. Lý do vì sao? Ví dụ là bạn bắt đầu lúc 10:15 bạn bắt đầu lặn xuống, và đến 10:20 thì nếu mức không ở đây thì nó sẽ báo là bạn đã lặn được 10 phút rồi. Nhưng mà nếu cái vạch bezel nó vặn lệch sang bên này một chút thì có nghĩa nó sẽ báo là bạn phải lặn mất khoảng tầm 13 phút. Thì lúc đó bạn sẽ nghĩ là thời gian lặn đã không còn và sẽ lên mặt nước. Nhưng mà nếu chẳng may mà nó vặn xuôi cho kim đồng hồ, có nghĩa là nó vặn sang đến số 20 chẳng hạn, thì nó sẽ như thế nào? Thì bạn sẽ nghĩ rằng bạn chỉ lặn khoảng 5 phút mà thôi và vẫn còn nhiều thời gian dưới mặt nước. Và khi bạn nhận ra là nó đã không còn oxy thì lúc đấy đã quá muộn rồi. Vì thế để đảm bảo an toàn thì các công ty đồng hồ thiết kế vành bezel đồng hồ lặn chỉ xoay một hướng mà thôi. Và cuối cùng, cái tiêu chí quan trọng nhất làm nên chiếc đồng hồ lặn đó chính là khả năng chống nước. Vâng, thì chiếc đồng hồ lặn thì có khả năng chống nước tiêu chuẩn là 100m. Thực tế thì khả năng này khá là thừa, bởi vì người thợ lặn chuyên nghiệp cũng chỉ lặn được khoảng 60m mà thôi. Còn nếu lặn hơn thì phải dùng thiết bị như là tàu ngầm hay là những cái thiết bị lặn chuyên nghiệp khác nữa. Còn lặn bình dưỡng khí chỉ được khoảng tầm 60m là hết rồi. Vâng, tiếp theo thì chúng ta cùng tìm hiểu hai mẫu đồng hồ lặn khá là phổ biến và nổi tiếng của Rolex, đó là Submariner và Seadealer. Vâng, bản Seadealer này là bản Deep Sea, có khả năng chống nước lên 3.900m, một phiên bản đặc biệt hơn của Seadealer. Seadealer bình thường thì khoảng chống nước hơn 1.000m mà thôi. Submariner và Deep Sea thì khác nhau những điểm nào? Tôi sẽ phân tích một số điểm dễ nhận thấy nhất. Thứ nhất đó chính là cái kính Cyclops này. Seadealer sẽ không có kính Cyclops, mặc dù cùng có đếp như thế này. Bởi vì sao? Bởi vì khi xuống dưới mặt nước quá sâu, sức ép nó sẽ rất lớn. Và kính Cyclops là một phần hơi lồi lên sẽ tạo điểm yếu cho kết cấu này và sẽ rất dễ bị vỡ. Thứ hai đó chính là cái van khoác khí Heli, bạn có thể thấy ở góc bên trái này. Đó. Thì van khoác khí Heli có tác dụng như thế nào? Cái phân tử khí Heli thì rất là bé, và trong quá trình lặn xuống thì sức ép của nước rất là lớn, và vì thế phân tử Heli có thể lọt vào trong mặt kính. Nhưng mà khi bắt đầu trở lại mặt nước thì sức ép của nước nó sẽ ít đi, và lúc đó thì phân tử khí Heli nó sẽ giãn ra và nó sẽ thoát ra ngoài. Nhưng mà nếu không có cái van thoát khí này thì nó sẽ thoát theo đường nào? Nó sẽ thoát theo cái mắt xích yếu nhất, đó chính là mặt kính. Và trước đây thì những cái đồng hồ mà chưa có van thoát khí Heli thì sẽ xảy ra hiện tượng là nổ mặt kính khi người thợ lặn bắt đầu từ dưới sâu lên trên mặt nước. Với van thoát khí Heli thì chúng ta sẽ không gặp trường hợp đó nữa.
Điều khác biệt thứ ba giữa Scheduler và Submariner đó chính là cái hệ thống ring lock system. Cái hệ thống ring lock system này là ba cái lớp titanium được lắp ở trong bộ vỏ khung và nó sẽ giúp tăng khả năng chống nước trên đồng hồ. Vâng, ở đây thì bạn có thể thấy là cái phần titanium thì sẽ có màu xám đậm hơn, khác hẳn so với phần thép. Và một điều khác biệt khác giữa Scheduler và Submariner đó chính là cái khóa. Thì khóa của Submariner đó là khóa Glide Lock. Và cơ chế này thì có thể dễ dàng điều khiển, giúp cho người dùng có thể thay đổi được chiều rộng của cái dây sao cho phù hợp hơn. Và cái khoảng cách này bạn nhìn thấy đây, ở đây có cái này cũng phải tầm 1 đến 1,5 cm, khá là dễ điều khiển. Chỉ đơn giản là ấn nó xuống như này và sau đó là gạt. Đó, ấn thế nào thì sẽ phụ thuộc vào cái độ rộng của tay của bạn. Scheduler là một dòng đồng hồ được nâng cấp hơn và chuyên nghiệp hơn so với Submariner. Vì vậy nên cơ chế khóa họ cũng có sự khác biệt nhỏ nhỏ. Nó không nhỏ đâu, lớn đấy. Thì cơ chế khóa có thể điều khiển như thế này. Bạn gạt cái cần này lên và sau đó là đẩy ra để kéo vào sao cho phù hợp. Đó. Còn nếu bạn mặc bộ đồ lặn, có nghĩa là bộ quần áo sẽ dày hơn rất là nhiều, thì bạn sẽ cần mở thêm một khoảng nữa. Vâng, thì chúng ta có cái phần mở ở đây thì sẽ giúp bạn mở thêm một khoảng nữa khá là lớn và có thể dễ dàng vừa với bộ đồ lặn. Vâng, đó là một số điểm khác biệt cơ bản giữa Scheduler và Submariner. Còn về những thiết kế khác thì hai thiết kế này khá giống nhau, cùng vành bezel ceramic xoay được này, xoay một vòng, cũng có lịch ngày, kim Mercedes, cọc số phát quang. Như bản này chúng ta có cọc số kim đặc biệt hơn một chút. Dây thì cũng là dây Oyster mà thôi. Máy bên trong của hai chiếc đồng hồ thì cũng cùng là bộ máy 3135, khá là quen thuộc. Và sắp tới thì có thể là Rolex sẽ thay thế 3135 bằng 3235 trên toàn bộ những mẫu đồng hồ của họ. Nhưng mà đó là chuyện trong tương lai. Và tất nhiên là với khả năng chống nước cao hơn thì chiếc Scheduler thì cũng có kích thước lớn hơn một chút so với Submariner. Đường kính từ 40mm tăng lên 44mm. Và độ dày thì cũng hơn khá là nhiều. Vâng, đó là tất cả những gì tôi muốn nói về đồng hồ lặn trong video này. Để biết thêm những kiến thức về đồng hồ hay muốn tìm hiểu về hai mẫu đồng hồ Scheduler và Submariner này thì các bạn hãy truy cập ra bảo luxury.com. Xin chào và hẹn gặp lại.